Đa số những bạn từng đến Nga hay các nước trong liên bang Xô Viết cũ chắc đều có dùng qua món thịt nướng, tiếng Nga phát âm gọi là xa sờ lức, người chúng ta gọi là thịt nướng cừu Nga, nhưng thật ra, món ăn này xuất phát từ các nước vùng Hồi giáo và thứ thịt dùng để nướng gặp cừu. Xa sờ lức không phải là ngôn ngữ Nga mà là từ du nhập, khi người Nga du nhập món ăn này thì sử dụng thêm các loại thịt khác để làm, mà nhiều nhất là thịt heo. Vậy bếp nướng đẹp thì có đây, nhưng xiên nướng đẹp thì bạn đã có chưa? Xin giới thiệu đến các bạn, combo 6 cây xiên nướng inox chuẩn Nga, hàng xách tay cực kỳ xịn sò, chỉ có hàng cầm tay từ Nga về, tìm cả Việt Nam không đâu có đâu nhé. Cầm trên tay, nếu là dân đi Nga về chắc chắn sẽ cảm nhận được giá trị và muốn sở hữu cho ngay bằng được em nó. Cây xiên nướng inox chuẩn Nga với chiều dài lên tới 55 cm, trao chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, với căn gỗ chống nóng và thuận tiện cầm nắm, thân xiên chất liệu inox dày dặn sáng bóng theo thời gian sử dụng có thể nói là vĩnh cửu. Đặc biệt với bản xiên rộng cho bạn xiên mọi loại như cánh gà, thịt, sườn miếng to mà không sợ bị xoay tròn như các loại xiên tròn khác. Que xiên nướng inox chuẩn Nga sẽ đồng hành trong bất kỳ chuyến hành trình du lịch, đi phượt, dã ngoại hay mục đích nào của bạn. Được xách tay trực tiếp về từ Nga, với thiết kế đẹp, chất liệu inox 304 cao cấp, bền đẹp, sáng bóng, an toàn cho sức khỏe. Giờ đây, các bạn hoàn toàn có thể sẵn sàng chuẩn bị cho mình những bữa tiệc nướng và những chuyến đi đầy ý nghĩa. Giữa tiết giá lạnh, được thưởng thức miếng thịt nướng kiểu Nga, bạn đã được đi tour du lịch Nga, thăm cung điện mùa đông rồi đấy, ngắm nhìn những hàng bạch dương lặng lẽ trên hồ để thơ mộng. Hãy nhanh chóng sở hữu cho mình xiên nướng inox tuyệt vời, đa năng này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.